chào quý vị, tôi là Phương Hiếu, rất hân hạnh được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình quen thuộc mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là một chương trình đang rất được yêu thích do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Thông Gia Song Đấu, chúng ta đến với những cảm xúc tình yêu đôi lứa, những nam thanh nữ tú độc thân cùng đến đây để mong tìm kiếm mảnh ghép còn lại trong tình yêu của mình. Và điều đặc biệt tại sân chơi Thông Gia Song Đấu, đúng như cái tên của chương trình, đó chính là sự góp mặt của các bậc làm cha làm mẹ. Họ đến đây mang theo những mong mỏi, sự quan tâm và lo lắng, đặc biệt là tình yêu thương dành cho con em mình, mong muốn con em mình tìm được một nơi gửi gắm đi đến với bến bờ hạnh phúc. Ngày hôm nay, để xem nhân vật chính của chương trình có tìm được tình yêu cho mình hay không. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón các đại diện gia đình đến với ngày hôm nay. Xin mời! Gia đình số 1, ba Nguyễn Đình Bảo, con Hạ My, ba Tâm Lý, con Duyên Dáng. Gia đình số 2, mẹ Tô Kim Nhung, con Hà Quỳnh Như, mẹ hiền lành, con dễ thương. Gia đình số 3, mẹ nuôi Lam Minh, con nuôi Hoàng Ngân, mẹ Quý Phái, con xinh gái. Gia đình số 4, ba nuôi Bá Thịnh, con nuôi Kỳ Duyên, ba tự tin, con dễ mến. Dạ, Phương Hiếu xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình Thông Gia Song Đấu xin gửi lời chào đến bốn gia đình ạ. Thưa quý vị, đây chính là hai ông xui, hai bà xui tương lai. Dạ, bây giờ chúng ta cùng xem là ngày hôm nay nhân vật chính của chương trình là một người như thế nào. Và đặc biệt, tài năng và nhan sắc ra sao? Mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Xin mời! Trần Trí Trung, anh chàng diễn viên điển trai với hơn 60.000 lượt theo dõi khắp các trang mạng xã hội. Tài khoản TikTok vượt mốc 40.000 follow. Trí Trung nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng trong giới trẻ. Với lượng người hâm mộ hùng hậu, Trí Trung lọt top 30 gương mặt thời trang mùa xuân năm 2020. Idol trẻ đóng trong nhiều TVC và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Với trăm ngôn sống, hãy làm tất cả bạn có thể. Anh chàng cao 1m78 cùng làn da bánh bật này luôn cố gắng từng giây phút trong cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất. Giờ đây đã có chút thành tựu, nhìn lại con đường về vẫn đơn độc, Trí Trung thực sự muốn tìm cho mình một chân ái để cùng nhau sưởi ấm mỗi khi đông về. Trải qua hai mối tình không mấy suôn sẻ, Trí Trung vẫn hết mực tin vào tình yêu và nhân duyên trời định. Nếu đã gặp đúng người, Trí Trung nhất định sẽ không để cơ hội vụt qua tầm tay. Trung chia sẻ cùng chương trình rằng, đã là tình yêu thì không có thước đo nào là chính xác, mà phải là cảm nhận của con tim. Các bạn nữ tham gia chương trình ơi, đừng bỏ lỡ một chàng trai tinh tế và tâm lý như thế này đấy nha. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết được nhân vật chính ngày hôm nay là ai. Xin được chào đón chàng trai có nụ cười hiền hậu, Trí Trung. Anh Hiếu chào đón Trung đến với Thông Gia Song Đấu. Câu đầu tiên có lẽ sẽ để cho em gửi lời chào đến khán giả và các cô chú để mình lấy cân bằng lại nha. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Trí Trung xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt ở phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Và con xin phép chào cô chú cũng như là có thể là ba má vợ tương lai của con. Yeah. Chịu một cái là có thể là ba má vợ tương lai, nghĩa là cho thấy là ở đây bật đèn xanh rồi đó cô chú, mình sẵn sàng rồi. Cho anh hỏi nè, với bề dày thành tích của mình tham gia và gặt hái được những cái thành tích trong con đường hoạt động nghệ thuật và cả sở thích cá nhân và tài năng riêng nữa, thì đường tình duyên của mình có quá lận đận không em? Đôi khi thì
anh biết rồi đó, cái gì nó giỏi quá nó cũng không tốt. Mà tại vì khi mà mình tập trung quá nhiều thứ vào công việc của mình, giống như mình bỏ trứng vào rất nhiều rổ, xong rồi mình sẽ bỏ qua một cái phần quan trọng của cuộc đời mình, đó chính là một người bạn mà có thể đi với mình đến hết cuộc đời. Đồng ý. Nên là hôm nay em đến tham gia song đấu để có thể tìm người bạn đời đó, cũng như là tìm được ba má vợ tương lai rất là dễ thương. Có nghĩa là khi mà mình bỏ trứng vào rất nhiều rổ, không có rổ nào đầy trứng cả. Dạ. Đúng không? Cho nên là khi mình dành mối quan tâm cho nhiều việc khác nhau thì vô tình tình yêu của mình bị lơ là đi, cái mình không dành trọn tình yêu. Như vậy thì cho anh hỏi nè, tình trường của mình trước giờ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, và mối tình gần nhất là cách đây bao lâu? Có thể nói là rất là ít, khoảng tầm 2 mối tình thôi. Và mối tình gần nhất hình như là cũng là khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi em chưa yêu ai? Dạ đúng rồi, từ khi mà em tốt nghiệp xong. Tại vì sao chia tay mối tình đó? Tại vì khi mà mình đi với nhau á, trên một cái chặng đường mà mình mới chập chững bước đi trên đường đời á, thì mình sẽ có rất là nhiều vấp ngã, và cũng như là mình chưa có trải qua được nhiều chuyện thì mình sẽ cảm thấy là hai bên nó không có khăng khít, và mình có những ý kiến bất đồng quan điểm thì mình sẽ không còn được như trước nữa, và em cảm thấy là mình nên kết thúc mối tình đó ở một cái tốt đẹp nhất. Còn bây giờ sau 3 năm, trí trung của hôm nay và trí trung của 3 năm trước khác và giống nhau ở điểm nào? Sau hôm nay thì trí trung của hôm nay đã trưởng thành hơn, đã chững chạc hơn, và có thể chắc chắn rằng nếu mà trí trung tìm được chân ái của mình thì sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, và em sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi. Thưa quý vị, như vậy là nam chính của chúng ta đã sẵn sàng. Chắc chắn rồi, trí trung sẽ không đến đây một mình mà cùng đến đây với hội đồng người thân của mình. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón hội đồng người thân của trí trung. Thưa quý vị, đây chính là hội đồng người thân của Trí Trung. Không biết là mình sẽ thôi từ chị trước. Chị hay cô ạ? Chị mẹ. À dạ, mời chị mẹ giới thiệu ạ. Dạ. Tôi tên là Tuyết Kiều. Tôi là mẹ của cháu Trí Trung. Chào chương trình, chào MC rất là đẹp trai và có nụ cười rất là duyên. Cảm ơn chị mẹ. Chào anh chị Sư Gia Tương Lai và chào khán giả. Hôm nay tôi cũng đến chương trình này thì cũng muốn tìm chân ái cho con trai. Dạ. Và cũng muốn có một cô con dâu này, nói chung là hiền ngoan và hiếu thảo. Hiền ngoan hiếu thảo. Cho con hỏi thêm, nếu mà hiền ngoan hiếu thảo có nhan sắc được không ạ? Nếu có nhan sắc chút chút thì càng tốt. Làm ăn giỏi được không ạ? Làm ăn giỏi thì con cô đỡ cực. Vậy con bổ sung thêm, hiền ngoan hiếu thảo có nhan sắc làm ăn giỏi nhá mẹ nhá, cho nó đủ cái combo. Tại vì bây giờ ai trong chúng ta cũng cần điều đó. Nếu mà tình yêu, chỉ có tình yêu không thì khó nuôi sống tình yêu lâu dài lắm. Phải cần có thêm những cái khác nữa để hỗ trợ nhau, để hấp dẫn nhau và để nuôi dưỡng nhau. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Vậy thì bây giờ hai vị hai bên là gì đối với Trí Trung, mời giới thiệu ạ. Xin chào chương trình, xin chào cô chú và xin chào tất cả các khán giả của trường quay. Mình là Út Em, là anh họ của Trí Trung. Mình đến với chương trình hôm nay thì với mong là một phần nào đó góp ý và giúp cho Trí Trung để tìm một nửa yêu thương của mình, để đồng hành cùng Trí Trung trên quãng đời. Dạ, anh họ của Trí Trung. Dạ. Nghĩa là ở nhà Trí Trung có bao nhiêu anh em ruột á? Dạ, Trí Trung là con một. Là con một, đó, thông tin thêm cho các gia đình thông gia tương lai. Còn đây? Dạ, em tên là Thúy Duy, em xin chào chương trình ạ. Em xin chào MC, xin chào cô chú ạ. Và xin chào quý vị khán giả. Em là bạn thân của Trí Trung. Hôm nay em đến chương trình này là để muốn hỗ trợ cho Trí Trung, để mà tìm thấy phần chân ái còn lại của đời mình. Ngày hôm nay Trí Trung mang đến sân khấu này những người thân gia đình của mình, toàn là đặc sản không. Mẹ là chắc chắn hiểu con trai mình nhất. Bên cạnh đó là anh họ có gia đình, đầy đủ kinh nghiệm tình trường. Và đặc biệt là cô bạn thân này chính là cái người mà Trí Trung thường chia sẻ nhất về gu bạn gái của mình như thế nào, và cả sở thích cá nhân, vân 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 vân. Hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hành trình thông gia song đấu để tìm kiếm một nửa hạnh phúc và có cái kết đẹp cho Trí Trung. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng, hy vọng nhà gái mình đây cũng sẵn sàng. Chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình thông gia song đấu mang tên Con Tôi Là Số 1.
Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Bây giờ, chúng ta cùng lần lượt làm quen với từng gia đình đến với chương trình hôm nay. Và xin mời gia đình số 1 giới thiệu về mình ạ. Mình là Nguyễn Định Bảo, là cha của Hạ My. Gia đình mình gốc Quy Nhơn nhưng mà sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hạ My năm nay 31 tuổi. 31 tuổi, chào đón gia đình đến với chương trình. Xin mời gia đình số 2 giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Tô Kim Nhung. Con tôi tên là Hà Quỳnh Như. Tôi đến từ quận Gò Vấp. Dạ. Nãy giờ hai gia đình số 1 và số 2 á, kiểu như muốn giấu tuổi con gái mình hay sao á. Dạ, con gái mình năm nay như xuân xanh rồi ạ. Xin lỗi, con gái tôi năm nay 26 tuổi. 26 xuân xanh. Thật ra quý vị, theo phép lịch sự là đàn ông không có được hỏi tuổi của phụ nữ đâu, mà tại vì chương trình này Hiếu bắt buộc phải hỏi để cho gia đình dễ tham khảo, cho nên quý vị thông cảm nha. Bây giờ mời gia đình số 3 giới thiệu về mình ạ. Xin chào chương trình, tôi tên là Lam Minh, con gái tôi tên là Hoàng Ngân, cháu năm nay 25 tuổi. Gia đình tôi sinh sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình đến với chương trình. Ba gia đình rồi. Xin mời ba giới thiệu về gia đình mình. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào gia đình của Chí Trung. Xin chào anh chị đối thủ. Anh chị đối thủ. Cùng tất cả quý vị đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bá Thịnh, là ba của bé Kỳ Duyên, 22 tuổi. Chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, thiệt luôn á. Thích cái cách chào của gia đình số 4 ghê. Xin chào ba gia đình đối thủ. Ừ. Mình phải vạch rõ ranh giới liền, phải không chú? Cái này rất là nên nha, tại vì sao? Một gia đình nhà trai mà tới 4 gia đình nhà gái chắc chắn là đối thủ rồi. Cho nên là kệ như vậy đi, để thấy cái sự cố gắng của các bậc phụ huynh là như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng xem từng lần lượt gia đình sẽ thể hiện hành động dễ thương đó ra sao. Đầu tiên xin mời ba của gia đình số 1 ra vị trí giữa sân khấu ạ. Dạ xin mời. Cố lên chú ơi. Thất thần nha. Thì từ lắm luôn. Đúng rồi, kiểu như là lo lắng, nhận điện thoại. Hốt hoảng. Phân vân nè, đắn đo. Cái này là chắc bị mượn tiền á anh. Trời ơi, cuộc đời tôi từ đây tan nát, tan vỡ trái tim luôn. Dạ, cảm ơn ba. Thiệt sự á, bao nhiêu số của chương trình thông gia song đấu rồi mà chưa thấy ai diễn tả về con gái mà men như ba vậy. Ba đi ra là bỏ tay túi quần đúng không? Con gái ba đi ra vậy nè, mặt rất nghiêm trọng nha. Nhận điện thoại. Alo, chủ nợ đây. Có tiền cho nợ không? Không, xỉu. Nhưng mà ba diễn tả cái hành động này Hiếu lại nghiêng về phần nhiều, giống như là một diễn viên. Giống như là bạn này có thể là một diễn viên và bạn có cái cảm xúc rất là nhiều. Em cũng nghĩ là bạn này chắc là cũng có khả năng diễn xuất. Ừ. Vì chắc là với bác thì có thể là, với chú thì có thể là không có truyền tải hết thôi, nhưng mà với bạn nữ là có thể là có một cái quá trình nào đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ừ. Hoặc là chị nghĩ là bạn này là một biên tập trong một đoàn phim thì trong lúc chờ đợi diễn viên chính tới thì diễn viên chính gọi điện là báo là đang có bị một cái vấn đề gì đột xuất á, thì bạn này đến cái cảnh mà bạn này mà bị đạo diễn hối đó thì bạn này có cảm thấy buồn á, gục. Thì chị cũng nghĩ vậy. Là theo hướng là diễn viên đó không? Công nhận nha, hôm nay nhà trai mình có khiếu suy diễn ghê á. Nãy giờ mình nói rất nhiều nghề mẹ luôn á. Em hay đó. Coi phim tưởng tượng lắm á anh. Vậy hả?
Thật ra là nãy giờ chỉ mang đến vài phút giải trí cho khán giả thôi. Không biết là với khán giả đang theo dõi truyền hình thì quý vị nghĩ với hành động dễ thương đó mô tả điều gì? Ngay bây giờ chúng ta cùng xem là lời chú cất lên có giống như quý vị và chúng tôi đang nghĩ hay không. Và ngay bây giờ xin mời ba của gia đình số 1 sẽ cho chúng ta được biết là hành động đó muốn diễn tả điều gì và những điều gì ba tự hào về con gái của mình. Xin mời ba. Tôi tự hào về con gái tôi là theo ngành diễn viên tự do. Anh Hiếu giỏi quá. Đừng khen Hiếu nữa, đừng khen Hiếu nữa. Đừng khen Hiếu nữa, ngại lắm đừng khen. Ủa không ai khen dạ. Từ cái nghề diễn viên tự do nó dạy cho con tôi về cách nắm bắt được tâm lý của con người. Nó có thể hiểu được cái xã hội đang thiếu cái gì và nó đang dư thừa một cái gì. Mình hãnh diện là con mình nó hiểu được thế thái nhân tình ở ngoài xã hội. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Con gái là châu báu đối với gia đình, đó là chắc chắn. Và dĩ nhiên con gái đã là châu báu là số 1 trong gia đình rồi, còn gì nữa phải không chú? Cảm ơn chú rất là nhiều đã yêu thương, quan tâm và đặc biệt là dạy dỗ con gái của mình nên người bằng một cái hành động, đó chính là hãy thấu hiểu, đứng ở vị trí của người khác, đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu. Đó chính là một trong những cách để chúng ta dễ dàng cảm nhận. Cũng như cái nghề diễn viên cũng vậy, nghề diễn viên là một trong những nghề mà chúng ta có thể sống được cuộc đời của rất nhiều người khác. Còn bình thường mỗi chúng ta chỉ sống được cuộc đời của chính mình thôi, đúng không? Cho nên rất là thích với những bạn mà có khiếu làm diễn viên. Vậy thì bây giờ hy vọng là nhà trai cũng có thông tin về cô con gái nhà đầu tiên rồi. Mình hãy nhớ những thông tin này nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với gia đình số 2. Dạ xin mời mẹ sẵn sàng, hành động dễ thương, cố lên nha mẹ. Dạ cảm ơn mẹ. Rồi em nghi lắm nè, em nghi chung chỗ bên kia. Em nghi vậy, coi chừng bạn thân luôn á anh. Coi chừng bạn thân với nhà bên kia nha. Rồi cái hai người nắm tay nhau đi kiếm chồng luôn nghe. Mới đầu ra thì chị nghĩ giống như bồi bàn á. Bồi bàn hả chị? Ừ, giống như là gặp khách hàng rồi chào rồi cười rồi bồi chào, bàn nào cười. Mà mặt căng vậy chị? Bồi bàn nào mà ra mặt? Không, quán ế á anh. Bán ế? Dạ đúng rồi, quán ế. Cái bắt đầu gặp khách tươi cười lại liền. À đúng rồi, gặp đúng khách, rồi. Tươi cười lại liền. Mùa dịch thì đang ngồi chờ khách thì đông, tâm lý cái mặt buồn thì lúc mà khách... Nghĩa là bồi bàn hoặc là chủ quán cũng có thể nha. Kiểu như chủ quán mùa dịch mà cấm bán đâu có được bán. Đứng. Nhiều khi chủ quán là gì nè, chị nghĩ là nếu mà là chủ quán á thì đang dịch mà tới xin việc làm gì? Xong nó không có, con tới mua đồ ăn hả? Cười. Ơi cười. Anh thấy mẹ em tâm lý ghê không? Được lắm nha. Mẹ là mẹ hay coi phim bộ lắm nha. Mẹ em luyện phim nhiều lắm. Bây để xem là mẹ giới thiệu về con gái mẹ như thế nào. Vì sao mẹ có những hành động dễ thương như vậy? Và mẹ tự hào điều gì về con gái mẹ? Cả về công việc và cả về một cô con gái ở gia đình. Dạ xin mời mẹ. Bé Quỳnh Như của tôi là diễn viên tự do. Tôi thì cũng không có tự hào gì cháu dữ lắm, nhưng mà lúc trước là tôi khuyên cháu nên vô ngành quản trị kinh doanh đó, nhưng mà cháu không có nghe lời cho tôi, thành ra cháu mới đi bên diễn viên. Thành ra tôi cũng chiều ý cháu luôn, chứ tôi cũng có một đứa con gái một à, thành ra nó muốn gì thì tôi cũng phải chiều thôi. Với ba nó cũng cự dữ lắm luôn. Nó thì ở nhà thì rất là hiền dịu, nhưng mà tôi không biết ra ngoài nó sao, nhưng mà nó rất là có tính cách. Nó biết nó thích cái gì thì nó phải làm cho tới nơi tới chốn, chứ nó không có bỏ dở nửa chừng. Dạ. Nó ở nhà thì nó ngoan ngoãn dữ lắm luôn á. Dạ. Có cái kỷ niệm nào giữa hai mẹ con mà làm mẹ nhớ, mẹ xúc động mỗi khi nghĩ tới không? Có kỳ đó là tôi bị bệnh á, rồi nó có cái xô á, nhưng mà nó quỷ hết à. Nó ở nhà nó chăm sóc cho tôi cảm động lắm, nấu cháo đồ cho tôi ăn, đồ mua đồ cho tôi, mua thuốc đồ uống, thành ra tôi cảm động lắm. Chúc mừng cô có một cô con gái tuyệt vời như vậy. Và cô đừng có lo, cái nghề diễn viên á, đâu đó Hiếu vẫn nghe nói một số anh chị nói, nếu mà
Diễn viên mà nổi tiếng thì mới mong là làm giàu, còn diễn viên mà không nổi tiếng hay là đi đóng quần chúng hay là đi hỗ trợ này nọ thì ít giàu. Nhưng quan trọng hơn, Hiếu vẫn thấy là chỉ cần các bạn sống với cái đam mê của các bạn là được rồi. Mỗi một ngày trôi qua các bạn không có cảm thấy áp lực bởi cơm áo gạo tiền, chỉ cần được thích, được vui với công việc mình làm. Hiếu nghĩ rằng nó cũng là một cái triết lý sống, chứ không phải là không đâu. Chỉ mong là công việc đó đủ kiếm sống, đủ kiếm sống để có thể sống qua ngày là đã hạnh phúc rồi. Ha mẹ ha, hy vọng là mẹ tiếp tục ủng hộ em nha mẹ nha. Đó là gia đình số 2. Dạ. Nhà trai ghi nhớ hết chưa ạ? Dạ rồi anh. Mong nhà trai ghi nhớ hết những thông tin này. Bây giờ chúng ta cùng đến với gia đình nhà gái số 3. Dạ mời mẹ ạ. Cố lên mẹ ơi. À, ca sĩ nha. Hả? Hả? Ca sĩ kết hợp xiếc. Ca sĩ này có vẻ. Khoan khoan để coi kỹ nha. Trời, quăng bi rôn luôn. Anh biết em nhớ ra ai không? Nhớ ra. Em nhớ tới Phương Thanh. Em nhớ tới Phương Thanh đúng không? Dạ đúng rồi. Nhớ tới Phương Thanh đúng không? Hay hát quăng cái mic qua bên đây chụp liền thấy không? Nhưng mà phải là ca sĩ chuyên nghiệp lắm thì mới có kỹ năng đó nha. Còn nếu không mà chuyên nghiệp lắm, quăng một cái chụp là một cái micro nha. Thì con đoán là ca sĩ, còn mẹ nhà trai đoán là gì? Thì mẹ cũng nghĩ là ca sĩ mà chuyên hát nhạc rock hay gì đó. Chuyên hát nhạc rock mới có những cú quăng mic vậy phải không mẹ? Quăng mic mà phải là đúng nhịp để mà lúc mà rớt mic xuống cả là phải vô nhịp được liền. Chứ mà bolero mà quăng mic một cái mà đợi nó rớt xuống là trật nhịp liền. Nó qua là tông khác. Hoặc có thể là bạn này là một. Có những bạn mà Hiếu thấy có cái kỹ năng này là nghiêng về dạng ca sĩ lô tô nữa. Các bạn cũng có những cái kỹ năng quăng mic rồi đùa giỡn với micro mình nữa. Tại vì các bạn sẽ rất là thuần thục trong kỹ năng đó. Hoặc là các bạn hay đi diễn show tạp kỹ. Show tạp kỹ là một trong những show mà đòi hỏi những người trình diễn trong đó. Các bạn phải có những cái kỹ năng điêu luyện để chinh phục cái người xem. Bây giờ để xem là mẹ nhà gái sẽ giới thiệu về con gái mình như thế nào. Xin chào bên đằng trai, xin chào khán giả. Thực sự thì con gái của tôi là một ca sĩ. Dạ. Cháu có những cái tài năng riêng. Thì cháu cũng đã từng học qua hai trường, một trường cao đẳng và một trường đại học. Thì với cháu thì tôi rất tự hào, luôn luôn tự hào về cháu. Bởi vì lúc nào cháu cũng xuất sắc hết á. Từ nhỏ đến lớn thì cháu đều mang lại những niềm vui cho tôi. Đó, và khi mà ở nhà thì cháu cũng là một đứa con ngoan, hiếu thảo, biết nấu ăn, biết chăm sóc bố mẹ những lúc mà ốm đau. Và cái thứ hai nữa là về cái việc tề gia nội trợ thì cháu làm rất là tốt. Đúng. Còn gì nữa không mẹ? Đối với con gái tôi thì tôi cảm thấy con gái tôi là số 1 rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Hiếu tin rằng tất cả những bậc làm cha làm mẹ hay ai đã từng trải, chúng ta rất cân nhắc dùng cái từ tề gia nội trợ. Tại vì cái từ đó, cái cụm từ nó phải gói gọn tất cả những cái tiêu chí nào đó thì mới dùng cái từ đó cho một ai đó được. Cho nên Hiếu tin rằng là mẹ nhà gái phải tự tin như thế nào đó về cái khả năng cũng như là về cái sự thông thạo việc nhà đảm đang của cô con gái mình mới dùng cái từ đó cho con gái mình, phải không mẹ? Đúng ạ. Đó, cho nên chúng ta bắt đầu có hy vọng rồi đó. Dần dần từng ứng cử viên đã lộ diện, nhưng chưa, vẫn còn một gia đình chưa lên tiếng. Chúng ta cùng xem. Dạ, mời ba gia đình số 4 thực hiện hành động dễ thương ạ. Ba đẹp trai quá nha. Rồi, MC. Đồng nghiệp rồi. Đồng nghiệp anh. Rồi, đồng nghiệp rồi. Dạ, dạ, cảm ơn ba. Không phải bàn nữa, đúng không?
Quá đúng luôn anh, có thể là MC trong một chương trình nào đó, yeah. MC tiệc cưới. À, xin chào quan viên hai họ, xin chào dòng họ hai bên. Yeah. Không còn gì để bàn cãi không nữa. Không còn gì để bàn. Có nghĩa là bạn làm người dẫn chương trình, có thể là người dẫn chương trình TV, người dẫn chương trình sự kiện, người dẫn chương trình tiệc cưới, hoặc là người dẫn chương trình hội chợ vân vân. Nghĩa là bạn có liên quan đến nghệ thuật. Em sẽ ưu ái hơn cho một cô nàng làm nghệ thuật hay là một cô nàng ngoài nghệ thuật? Đối với em thì có lẽ em sẽ ưu ái cho một cô nàng làm ngoài nghệ thuật. Ngoài nghệ thuật, tại vì sao? Tại vì bản thân em là con trai, khi mà em bước vào con đường nghệ thuật, em cảm thấy nó rất là nhiều chông gai. Nên là em muốn người con gái của em thì sẽ ngoài nghệ thuật để có thể chăm lo cho gia đình em hơn. Anh bật mí luôn, với giới MC của anh thì không có đấu đá, không có tranh giành. Ai có tài năng và có may mắn, có mối quan hệ, có những bậc anh, cha, chú hay các đơn vị sản xuất mà nhận thấy được tài năng thì mời về làm thôi. Còn cái sự đấu đá trong nghề MC thì anh chưa có thấy. Chắc là anh chưa có thấy thôi. Cho nên anh chia sẻ như vậy cho em biết để em yên tâm phần nào nha. Bây giờ để xem là gia đình nhà gái sẽ giới thiệu như thế nào về con của mình. Đặc biệt Hiếu rất mong chờ ba sẽ giới thiệu thật hay về con mình nha ba. Tôi thì đơn giản lắm, không có rườm rà. Thì lúc nãy là mọi người đã đoán đúng. Dạ. Con tôi là làm MC. Còn nói về giỏi giang này kia, tôi thì không thể nào mà nói dông dài giống như mấy anh chị này được. Tôi chỉ đơn giản, con tôi đơn giản thì tôi đơn giản thôi. Dạ. Là nói chung á, là con bé á, tài sắc vẹn toàn, thôi không ngon, dung hạnh. Đó, có chị thôi. Tám chữ vàng luôn á anh. Dạ. Dạ, đợi cô đem cái bảng vô mình ghi lên 8 chữ rồi mình đem đúng. Đi nhà luôn. Đó, còn MC hoặc là bên gia đình của cháu Trung á, có muốn hỏi thì cứ hỏi. Còn riêng chú á, thì con gái chú làm sao chú nói vậy là hết rồi. Dạ, tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh. Đúng. Thưa quý vị, rõ ràng là một chiến thuật. Tôi tin rằng đây là một chiến thuật để gia đình nhà trai cảm thấy tò mò và giữ lại. À, đúng không? Nhưng cũng có thể phản tác dụng. Tại vì không, tại vì không biết gì thì sẽ cho loại. Cho nên loại đó. Đó là chiến thuật của từng gia đình, hay thậm chí là sự chân thành của họ. Hay thậm chí là sự chân thành. Tại vì có sao nói vậy người ơi, không cần phải nói dài dòng. Bây giờ là lúc mà gia đình nhà trai phải tính toán thật là kỹ. Chúng ta sẽ có thời gian hội ý để đưa ra quyết định xem dừng cuộc chơi với gia đình nào. Hiếu tin rằng bốn gia đình ngày hôm nay ai cũng kể về con gái của mình có một điều thú vị và hấp dẫn để mình tò mò và muốn khám phá thêm cả. Nhưng luật chương trình là như vậy. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà trai đã hết. Hồi nãy em mới nói gì đó? Em nói gia đình em căng thẳng quá. Gia đình em căng thẳng quá đúng không? Anh mà, cũng cảm thấy sự căng mà thẳng. Em có để ý nha. Em có gia để đình, ý. Gia đình số 4 với lại gia đình số 3 rất là tự tin. Số em 4 không, và em số 3 tự tin. Em không thấy hồi hộp, không thấy căng thẳng gì hết. Có thể là tại vì nhiều khi con gái người ta quá là tuyệt vời. Cho nên nếu mà từ chối người ta là niềm tiếc nuối của mình em ạ. Cho nên người ta tự tin đúng thôi. Để xem gia đình của mình đưa ra quyết định như thế nào. Mẹ, sau khi mẹ đã hội ý cùng với hai quân sư của mẹ là cô bạn thân và anh họ, mời mẹ đưa ra quyết định. Xin mời kết quả của gia đình nhà trai. Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình. Số 1. Lý do tại sao? Nói chung là gia đình số 1 thì bé rất là tình cảm, bé sống rất là nội tâm. Thì cái cách ba mà thương con gái, thường thường là con gái thường thường theo ba nhiều. Thì thấy cái cách ba thể hiện con gái là thấy rất là cái bé gái này là sống rất là kiểu là thiên về gia đình cũng nhiều đó. Nhưng mà chỉ có một cái điểm
nhỏ thôi, mình nói chung là thấy bốn gia đình là gia đình nào nó cũng có một cái ưu điểm tốt. Dạ. Với chung, nhưng mà gia đình số 1 thì có một cái điểm hơi khuyết hơn những cái gia đình kia là cháu hơi lớn hơn Trung quá nhiều tuổi. Thì có thể là sau này sợ có những cái suy nghĩ trong cuộc sống hay là những cái suy nghĩ về cái cuộc sống hôn nhân đó, thì có thể nó không có hòa hợp nhau lắm, thì nên xin lỗi anh xui. Dạ. Ba của gia đình số 1 nghĩ sao về quyết định này của gia đình nhà trai ạ? Mình cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Từ bây giờ cái mối lương duyên của con cái thì nó phải có cái số phần rồi. Mình cũng không có gì buồn. Ba có nghĩ rằng tuổi tác là cái điều quan trọng để chia rẽ tình yêu không ạ? Theo bản thân mình nghĩ nha, tuổi tác là thước đo về con người thôi, chứ mình không có đo được cái sự suy nghĩ để hiểu với nhau được. Dạ, cảm ơn nhà gái ạ. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cô con gái cưng của gia đình số 1 để xem suy nghĩ, chia sẻ và những điều mà cô này mang đến có làm gia đình nhà trai thay đổi suy nghĩ hay tiếc điều gì hay không. Ngay bây giờ xin mời cô con gái cưng của gia đình số 1. Dễ thương quá à. Mẹ ơi, tiếc không mẹ ơi? Con thấy á, cái dáng của em á, phải gọn gọn về, đứng kế bên thấy giống như y chang ngôn tình. Hay là để mẹ về mẹ gả cho cháu mẹ. Gả cho ai ạ? À? Cháu của mẹ. Trời đất ơi, muốn làm dâu mẹ mà gả cho cháu mẹ. Em nghĩ như thế nào về quyết định dừng cuộc chơi đối với gia đình của mình? Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh MC đẹp trai. Cảm ơn em. Con chào gia đình đàn trai ạ. Dạ, con chào các cô chú. Đối với em á, chuyện tình yêu là chuyện của hai người. Anh là một chàng trai hội tụ rất là nhiều yếu tố mà các cô gái đều mơ ước. Nhưng đối với em thì anh vẫn chưa đầy đủ. Chuyện tình yêu là cái sự rung động của hai trái tim, là quyết định của người trong cuộc. Còn nếu như mà anh trao cái quyền quyết định đó cho mẹ anh thì em nghĩ là chuyện tình yêu đó nó cũng khó có được một cái kết quả hoàn mỹ. Ở đây, gia đình lựa chọn dựa trên sự thấu hiểu về con trai của mình. Nhưng mà rõ ràng, ở đây người chơi chính hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định. Ngay lúc này, nếu như chàng trai này mong muốn em ở lại chương trình thì bạn ấy hoàn toàn có quyền thuyết phục gia đình mình để em có thể tiếp tục chương trình. Cảm nhận của em hiện tại á, đây là một cô gái rất là mạnh mẽ và rất là cá tính và đáng để mà mình chinh phục. Nhưng mà em xin phép không chọn bạn ấy, bởi vì em tôn trọng quyết định của mẹ em. Và từ nhỏ em đã được chăm sóc trong vòng tay của mẹ, em cũng mới tự lập đây thôi. Và cái mẫu người mà con gái em tìm kiếm cũng sẽ có một xíu gì đó hình dáng của mẹ em trong đó. Nên là em chưa cảm nhận được điều đó. Em xin lỗi ạ. Không sao cả. Trong một sân chơi tình yêu thì nó chỉ là một sân chơi tình yêu thôi, phải không em? Còn rất là nhiều phiên bản, thậm chí là rất là nhiều hình mẫu ngoài kia đang chờ đợi mình. Và anh tin rằng là chỉ là xui tự nhiên nãy nhỏ tuổi quá. Phải không? Thiệt luôn. Dạ. Hiếu tin là ba đã có một sự truyền dạy tuyệt vời dành cho cô con gái của mình để em bản lĩnh và tự tin như thế này. Đặc biệt hơn nữa, Hiếu rất thích cách giáo dục của ba dành cho con gái mình, là luôn luôn đặt mình vào vị trí người khác để tìm hiểu vấn đề, để mình không giải quyết bằng những nắm đấm hay những lời nói sát thương, mà mình giải quyết bằng tình cảm, bằng sự thấu hiểu nhau. Đó là điều hết sức tuyệt vời, điều rất cần. Chúc cho em sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn và chúc ba luôn mạnh khỏe, đặc biệt là ba sớm có một chàng rể tương lai phù hợp với ý của ba nhé. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Xin gửi lời chào đến hai cha con. Dạ.
Thưa quý vị, một cô gái đã rời khỏi chương trình qua lựa chọn của gia đình nhà trai. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 3 gia đình, số 2, số 3 và số 4, cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba cô gái sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim chàng trai. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Ngay bây giờ, xin được chào đón cô con gái của gia đình số 2. Hồi hộp không nè? Có. Hồi hộp bao nhiêu phần trăm vậy nè? Dạ chắc cũng khoảng 70-80%. Hồi hộp tới 80% lận nè. Vậy là rung lắm phải không nè? Dạ đúng rồi nè. Nắm tay cái hết rung nè. Đừng rung nữa nha nè. Dạ. Thưa quý vị, dễ thương quá thiệt. Nhìn như búp bê. Tự tin hơn chưa? Bản lĩnh nha. Tại vì có 3 phút thôi. Mời Trí Dung xuống sân khấu. Thấy sao? Ổn không? Đẹp trai. Được được ha, được ha. Bớt rung hơn chưa? Dạ bớt rung rồi. Đó, tự nhiên thấy trai đẹp là bớt rung liền. Thích vậy đó. Nhớ nha, 3 phút nói gì đó thì nói. Thuyết phục chàng ấy dùng những lời chân thành nhất. Và nhớ là thuyết phục cả nhà trai nữa nha. 3 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh và gia đình của anh. Em với anh là mới lần đầu gặp nhau. Chắc là anh cũng chưa biết tính em và em cũng chưa biết về nhà anh nhiều. Em mong là anh sẽ cho em một cơ hội để được tìm hiểu với nhau. Có thể là hơn mức tình bạn một xí chứ em chưa nói là tình yêu nhiều. Thì em cũng mong là sẽ có cơ hội được đi chơi cùng anh, đi ăn uống cùng anh và được gặp gỡ cùng gia đình của anh, là hôm nay em rất là vui. Hiện tại thì anh thấy em rất là run luôn á. Anh có thể nắm tay em một cái được không? Em đã nói những lời trong lòng của em với anh, nhưng mà em có muốn nói gì với gia đình của anh không? Dạ con mong là nếu mà con có duyên với nhau thì mong bác là sẽ tán thành cho con với anh là được tác hợp với nhau, và con có duyên là con sẽ làm con dâu của bác để con được báo hiếu cho bác và con chăm sóc cho bác và cả anh nữa. Dạ hết giờ ạ. Ổn không? Dạ ổn. Ổn hả? Bây giờ để tiếp thêm sức mạnh cho mình thì mẹ nhà gái ở vị trí số 2, mẹ sẽ có thêm 1 phút nữa để thuyết phục thêm gia đình nhà trai. Mẹ, con nói nhỏ là con thấy có vẻ bên đây chịu á. Cho nên là mẹ phải làm sao mẹ giúp em nha mẹ nha. Em có vẻ hơi hồi hộp nhưng mà mẹ là tình trường là dày dặn rồi hả mẹ. Mẹ giúp em nha mẹ. 1 phút dành cho mẹ, bắt đầu, xin mời mẹ. Thưa chị Xui, cho phép tôi gọi là chị Xui nha. Tại vì tôi nói ở đây tôi cũng có một đứa con gái à. Thành ra tôi muốn là sau này chồng của con bé phải ở chung với gia đình tôi, đặng chăm sóc cho vợ chồng tôi lúc mà về chiều á. Mà con bé mỗi lần mà nó đi quay hay là gì đó, quay ban đêm á, thường xuyên luôn. Thành ra ông xã của tôi đó rất là lo, lúc nào cũng phải đi đưa đi đón hết trơn á. Thành ra nhiều khi ha, cả ngày tôi không có gặp mặt nó nữa. Tôi cũng không biết làm sao mà khuyên giải nó. Bây giờ tôi nói sau này con cũng có chồng, sau này con phải chăm lo cho gia đình chồng. Nhưng mà con bé nó cứ bây giờ nó cứ đi suốt vậy hả, nấu nướng gì hả cũng tôi cũng thấy gì hết trơn. Chỉ khi trừ khi nào mà tôi bệnh hoạn hay là gì mới thấy mặt nó thôi.
Thành ra tôi thông mong chị Xu thông cảm. Tại cái nghề nghiệp mà chị cũng có con trai là trong ngành nghệ thuật đó, thành ra chị cũng biết rồi, làm cha làm mẹ mà phải lo cho con dữ lắm luôn. Nhất là con gái nữa. Dạ hết giờ ạ. Mẹ, con kêu mẹ dành một phút mẹ thuyết phục, một phút mẹ kể lễ không mẹ? Không đúng, tại vì có con gái một á, cho nên cũng lo, cũng thôi thà lật bài ngửa ra hết để nói hết với nhà trai, để mong nhà trai mình thương cảm được thì mình đồng thuận, còn không thì thôi, phải không mẹ? Tại vì thấy mẹ cũng cái cách mẹ chọn như vậy thì Hiếu cảm nhận được như vậy, nhưng vẫn rất mong là nếu nhà trai cảm thấy có sự đồng cảm với gia đình này, đặc biệt là về em đây và Trung đây, thì nhà trai hãy suy nghĩ lại nha, tại vì chúng ta vẫn còn hai gia đình nữa. Bây giờ chào tạm biệt cô con gái của gia đình số 2 và chúng ta gặp gỡ với cô con gái của gia đình số 3. Dán nha, dịu dàng nha. Mấy mốt chỉ cách quăng micro chụp nha. Tại vì anh quăng anh chụp hụt hoài nha. Thật ra thì em chỉ nói mẹ là thể hiện làm sao cho người ta biết là con là ca sĩ thôi. À cái này mẹ ra tự, mẹ tự quăng thêm hả? Trời đất. Giữ thần ôn mẹ chưa? Giữ trời chưa? Con kêu là thể hiện sao cho biết thành ca sĩ thôi. Mẹ lên mẹ hát, mẹ quăng mic luôn. Chụp. Mẹ muốn làm quá lên về con. Đó, gây ấn tượng liền. Anh vẫn nhớ là em là cô ca sĩ mà thể quăng được micro. Rồi, bây giờ mình có 3 phút nha. Chia sẻ cho chàng trai này. 3 phút dành cho hai em, bắt đầu. Em muốn gửi tặng em một bài hát ạ. À, tụi mình xuống dưới cùng diễn được không? Được chứ. Mày. Vâng, thời gian cũng đã hết. Mời hai bạn trở về vị trí trung tâm nào. Đầu tiên là phải dành lời khen cho giọng hát của cô gái này. Tuyệt vời, phải không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn được không? Và bạn đã tận dụng lời bài hát chuyển thành tâm trạng của mình để gửi gắm cho em. Và cái cốt lõi đó chính là đánh thẳng trực diện vào cái mong muốn của em. Em không mong muốn và không dành nhiều tình cảm cho một cô gái làm nghệ thuật. Và cô ấy đã dùng từ bỏ nghề. Mẹ ơi, em đây đã làm hết sức có thể. Bây giờ chỉ cần mẹ, mẹ nhích thêm một phát nữa để cho gạo nấu thành cơm nha mẹ. Một phút dành cho mẹ, bắt đầu. À, xin thưa với chị Xui, thưa với toàn thể khán giả xem chương trình và cháu. Thì thực sự là khi mà con gái tôi đã đưa ra những các cái quyết định của cháu là cháu sẽ bỏ nghề, thì thực sự là tôi đã phải rơi nước mắt. Bởi vì đây là một cái nghề mà cháu đã lựa chọn từ nhỏ. Nhưng nếu để đổi lấy một gia đình hạnh phúc, cháu sẵn sàng bỏ nghề để về với một cái gia đình êm ấm hạnh phúc như vậy, để tề gia nội trợ, thì đó là con đường mà cháu lựa chọn. Tôi cũng rất là cảm động và thực sự là nếu cháu chọn được cái con đường đi của cháu như vậy, tôi cũng mãn nguyện rồi ạ. Và nếu như để được mà nói là chị Xui ra bên đó đồng ý cho cháu đây là con dâu, thì tôi nghĩ rằng là cháu cũng rất xứng đáng với con trai chị. Vừa kịp hết giờ, không dư mà cũng không thiếu. Cảm ơn mẹ nhà gái và chúc mừng cho gia đình số 3. Chúng ta cùng tạm chia tay với cô gái gia đình số 3 để gặp gỡ với cô gái còn lại của gia đình số 4.
Chào em. Cái lợi thế của người cuối cùng á, bao giờ cũng là mình đã biết đường đi nước bước của những người trước, phải không? Nhưng mà cái áp lực của người cuối cùng nó cũng nhiều hơn. Dạ. Tại vì thà thôi mình ở giữa đi cho nó an toàn. Dạ. Ở đầu hay ở cuối đều rung như nhau hết. Dạ đúng. Cho nên anh tin về điều đó. Hy vọng là mình sẽ tận dụng 3 phút này. Dạ. 3 phút dành cho em. Bắt đầu. À, em chào anh. Em tên là Duyên. Và hiện tại thì em đang là người dẫn chương trình. Nhưng mà nó không hẳn là người dẫn chương trình không, mà em còn là biên tập viên và em có thể tiếp xúc được với rất là nhiều cái mảnh đời trong cuộc sống. Và cái mảng em làm là mảng về tin tức thời sự chứ không phải là sự kiện. Vì vậy mà em có cái gì đó nó nghiêm túc trong cái con người mình. Và cái sự nghiêm túc đó anh biết sao không? Nó giúp em không có bị cám dỗ bởi những cái gì trong nghề. Hồi nãy em có nghe anh nói. Em nghe anh nói là em sợ con gái làm nghệ thuật giống mình, bởi vì anh biết là có rất là nhiều cái cám dỗ trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà anh biết không, lĩnh vực nào, ở chỗ nào nó cũng có người này người nọ hết. Và em đứng ở đây, khi mà em ở đây, em tìm một tấm chồng cho mình, có nghĩa là em đã rất nghiêm khắc với bản thân mình và không cho phép mình đánh đổi những gì quý giá của mình để đổi lấy những cái hào nhoáng. Em yêu công việc này bởi vì nó cho em được chia sẻ, được trao giá trị đến người khác với những cái tri thức và những cái tư duy, chứ không phải vì hào nhoáng. Vì vậy anh được yên tâm nha, em không bị cám dỗ đâu. Hồi nãy thì ba em có nói em là một người tài sắc vẹn toàn thì anh đồng ý. Nhưng mà cái phần công dung ngôn hạnh cũng như là mẹ anh cũng muốn được biết về cái phần công dung ngôn hạnh của em, thì em có thể chia sẻ với mẹ anh về cái điều đó được không? À, thật ra em không phải là người Sài Gòn, em là người dưới quê lên. Thì những cái năm ở quê lên á, đơn thân độc mã, một mình em là người tự lo hết cuộc sống cho bản thân mình, kể cả chuyện mưu sinh. Một mình em ở trong một cái căn phòng trọ đó, và tự em phải bươn chải, tự em phải lo từ A tới Z về các công việc nội trợ cũng như là chăm sóc cho dạ dày. Vì vậy mà em có thể handle tất cả mọi thứ, từ công việc cho tới chuyện gia đình. Vậy thì em có lời gì muốn nói với mẹ anh không? Dạ, con chào gia đình ạ. Gia đình cứ yên tâm nha, gửi con trai ở con là 100 điểm, 100 điểm chuẩn rồi ạ. Thưa quý vị, đây là một cô nàng MC cho nên giọng nói rất là dễ chịu, đúng không? Nghe rất là thanh thoát và cũng đâu đó rõ ràng khúc chiết. Ngay bây giờ, ba hy vọng là một phút này để xem ba sẽ dùng để làm gì. Hy vọng ba sẽ góp thêm một điều gì đó để cho tình cảm nó đông đầy nhiều hơn, để dẫn đến quyết định tốt đẹp từ nhà trai. Xin mời ba. Trước khi mà cô nó chia sẻ đó, thì tôi xin chị tham gia tương lai cùng tất cả quý vị đang có mặt ở phim trường này nè, xác định giùm tôi cái câu nói này có đúng không nha. Mọi người đều nhìn hai bạn này có phải là trai tài gái sắc không ạ? Đó, rồi bây giờ là chị cũng thấy rõ mặt của con của tôi rồi và cũng nghe nó chia sẻ. Chị muốn đi tìm mà lúc nãy tôi có nói đó, là đi tìm bí ẩn đó, thì chị nên chọn nó. Chị sẽ phát hiện ra nhiều cái hay ho hơn nữa. Đó là một phần. Còn một phần nữa, giữa cái nghề của con tôi và công việc của cháu Trung á, hai đứa nó có thể là kết hợp thành một để mà làm nên chuyện lớn được đó đó chị. Giang đã hết ạ. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình số 4 và cảm ơn em đã mang những tâm tư của mình để chia sẻ cho gia đình nhà trai. Mong rằng mình sẽ gặp lại nhau trong vòng sau nhé. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng là chúng ta đã có 3 phần trò chuyện đầy cảm xúc và có thêm rất là nhiều thông tin từ phía các cô gái, đặc biệt là ba bậc phụ huynh đây. Ai cũng có một cái mong muốn là tìm kiếm một mối quan hệ thật là đặc biệt. Và hơn hết là mong mỏi đây sẽ trở thành lựa chọn cuối cùng. Vậy thì liệu rằng gia đình nhà trai lúc này sẽ cân đo đong đếm như thế nào? Mời gia đình nhà trai hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng.
Thời gian hội ý là hết ạ. Bây giờ mẹ hãy đưa ra quyết định. Gia đình số mấy là gia đình mà mẹ xin phép dừng cuộc chơi tại đây? Số 2, số 3 hay số 4? Xin mời quyết định của nhà trai. Tôi xin tạm biệt gia đình số. Tôi xin tạm biệt gia đình số 2. Lý do có phải là do đây là cô con gái một và muốn khi mà lấy nhau thì về ở rể hay không thưa mẹ? Xin lỗi chị, như tôi thấy là bé rất là dễ thương, nhìn bé rất là nhỏ nhắn rồi xinh, bé rất, mặt bé rất là xinh, mà có một cái hai đứa nó không có hỗ trợ là cái công việc, thì công việc của Trung thì thường ở nhà thì cho tôi xin gọi là cháu thân mật chút là ở nhà, nhà là kêu Bo. Công việc của Bo thì cũng là nghệ thuật, là cháu cũng đi thường xuyên, cái giờ giấc không ổn định. Thì con gái của chị nó cũng làm nghệ thuật giống như Trung á, giống như Bo á, thì cái thời gian hai đứa nó đều bận rộn với nhau thì nó không có cái hỗ trợ cho nhau trong cái lúc mà dành thời gian bên cạnh nhau là chăm sóc cho nhau. Cái điểm thứ hai á, là như nãy chị nói á, là cháu cũng không có thời gian để mà nấu ăn hay là chăm sóc cho ba mẹ, trừ trường hợp ba mẹ bệnh thì cháu mới hy sinh, cháu bỏ cái xô đó là cháu chăm sóc cho ba mẹ, thì cái đó là cũng thấy thương cho anh chị. Thì cảm thấy là ví dụ như rất là tủi thân, thì mình nghĩ là con mình là nghĩ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, mà những cái lúc mình cần nhất thì con mới ở bên cạnh, thì mình thấy là như tôi thì tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Cho nên là em xin lỗi chị. Cũng nhưng mà trong cái chương trình này nếu mà Bo và bé Như á không có tìm hiểu nhau được á, thì mình cũng, tôi nghĩ là hai đứa cũng làm bạn, nghĩ rất là hợp. Mẹ nhà gái có cảm nghĩ gì ngay lúc này ạ? Thưa chị với gia đình chị, mình tới đây là đã một cái duyên rồi, nhưng mà cái nợ thì hai đứa không có chung cái nợ được. Thì đã nói như trước á, là gia đình tôi cũng có một con gái à, là người ta tôi không thể nào mà cho con gái tôi đi được, tại tôi thương gái tôi quá, cũng giống như chị cũng có một thằng trai, cũng không thể nào xa rời nó được. Thành ra tôi với chị là có chung cái điểm đó. Bởi vậy tôi cũng xin chúc cho chị tìm được con dâu theo ý của chị. Dạ. Rất tiếc phải không ạ? Xin mời cô con gái của gia đình số 2 ra sân khấu. Em búp bê ơi, em búp bê. Em búp bê ơi, anh Hiếu nói nghe nè. Cái này là tại vì nhà mình có con một à. Rồi nhà người ta cũng có con một à. Không ở rể được. Hiểu không? Chứ không có gì buồn hết nha. Em búp bê tìm anh búp bê nha. Thỉnh thoảng con cũng qua nhà chơi với mẹ, với Bo. Mẹ rất là thương là cái cách Như hồi nãy thể hiện với Bo. Dạ. Mẹ rất là cảm động, tại vì thấy Như là cũng, mặc dù là công việc rất là bận, cũng muốn có một người bạn để mà tìm hiểu, để mà chia sẻ đưa đón này kia, thì mình hiểu cái tâm tư của Như thì rất là thương. Nếu mà dạ, Bo với Như mà được là bạn với nhau thì cô cũng rất là mừng. Dạ. Đó. Thôi thì cái duyên chưa tới để thành người yêu hay là tiến xa hơn nữa là vợ chồng thì mình có thể là bạn nha. Cảm ơn em đã mạnh dạn tới đây. Anh biết là mình cũng buồn đúng không? Tại vì đứng trước một chàng trai như vậy, sắc vóc như vậy mà tiếc quá. Do là điều kiện hai gia đình mình có cái yêu cầu khác nhau, chưa có hợp thôi ha. Chúc em luôn tự tin, xinh đẹp, tỏa sáng, đặc biệt là thành công trong công việc của mình. Thành công nhanh hơn đi để mình có nhiều thời gian hơn về bên gia đình của mình. Và chúc cho mẹ luôn nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến hai mẹ con ạ. Dạ. Thưa quý vị, mỗi một lần mà một cô gái đáng yêu của chương trình rời chương trình là lúc mà chúng tôi cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà luật chơi là như vậy, buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng cuối cùng
của chương trình cùng với hai gia đình nhà gái số 3 và số 4 mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai cô gái còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của hai cô gái kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con gái của họ xứng đáng được gia đình chàng trai lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình chàng trai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình cô gái nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, các gia đình đã vào vị trí và chúng ta sẵn sàng đến ngay với món báu vật của gia đình nhà gái số 3. Xin mời! Đây, có vẻ nhô nhô, cao cao, nặng không? Nặng, tội nghiệp. Hiếu sẽ cho các bạn khán giả đoán thử, Hiếu rờ bên ngoài để các bạn đoán nha. À, bóp không được vì nó rất cứng. Và đó chính là đây chính là ấm trà và hai tách trà. Thời gian dành cho cô và em bắt đầu. Người ta thường nói là bắt đầu một câu chuyện thì mình phải uống trà. Và khi mà pha được một bình trà ngon á, để mà thưởng thức á, thì không phải là ai cũng biết pha. Không phải là ai cũng pha được một ly trà ngon. Và khi mà cái người thưởng thức cái ly trà thì cũng phải là một cái người rất là tinh tế, thì sẽ biết được cái ý nghĩa sâu xa của việc hôm nay tôi gửi đến gia đình Suy Gia bộ ấm trà. Đó là một lời gửi gắm ý nhị thông qua hình ảnh một bộ ấm trà, cũng như ý nghĩa của việc chúng ta ngồi xuống uống trà. Khi mà chúng ta chịu ngồi xuống uống trà cùng nhau, đó cũng là lúc mà những câu chuyện được gợi mở và những lời hứa hẹn được gửi trao. Gia đình nhà gái đang chờ đợi sự đồng ý cùng ngồi xuống của gia đình nhà trai thông qua món báu vật này. Thật là tuyệt vời và ý nghĩa. Để xem gia đình nhà gái số 4 sẽ mang đến đây món báu vật như thế nào. Xin mời! Hình chữ nhật là điều mà Hiếu nhận thấy bằng mắt của mình. Ở trên thì ấn xuống nó mềm nha. Ở bên hông nó cũng mềm nha. Ở một bên hông còn lại thì nó cứng. Cái này là cái gì à? Mẹ em nghĩ là nhật ký á. Nhật ký? Nhưng mà sẽ bọc bằng vải. Nhật ký bọc bằng vải. À hay là da phả à? Để mình viết tên vô luôn á. Cứ ngồi hộp chờ đợi xem. Đây, có phải là quyển vở hay hay không? Dạ, không. Một chiếc bóp cầm tay dành cho nam. Hy vọng là ba sẽ có những cái lời chân tình nhất thông qua món quà này, đặc biệt là món báu vật để trình cho nhà trai. Mời ba. Thưa chị và cháu cùng gia đình, đây là số tiền của bé Kỳ Duyên đã dành dụm từ lúc đi làm. Ngoài một phần á, phụ giúp gia đình, số còn lại á
là cháu đều bỏ vào trong đây hết. Thì cháu có nói với tôi, sau khi á mà cháu đã chọn được cho mình người mà cháu thật lòng yêu thương á, thì cháu sẽ trao lại cho người đó. Và hôm nay người cháu chọn á là cháu Trung. Tôi cũng muốn chị á tác hợp cho hai cháu. Cháu cũng thường xuyên á là chia sẻ với tôi với mẹ đó, tất cả gì của cháu sau này á đều trao lại cho người mà cháu yêu thương, đó chính là chồng của cháu. Dạ, cái này cho Hiếu hỏi ngoài lề thôi, em đã tích lũy được bao nhiêu ở trong đó rồi? Dạ, có đếm không? Dạ, thật ra là số tiền của em thì nó không nhiều, và em cũng nghĩ là nó cũng không đáng là bao nhiêu so với những người ngoài kia họ kiếm được. Nhưng mà đó là tất cả những gì em đã nỗ lực trong suốt những năm em lên Sài Gòn, và vừa học vừa làm và vừa tự lo bản thân và gia đình nữa. Đây là số còn lại dành cho anh. Đã đến lúc thông gia song đấu. Rất mong là hai gia đình nhà gái lúc này chúng ta hãy nhớ lại những điều gì còn chưa hoàn thiện ở cô con gái nhà đối phương, để có thể trình cho gia đình nhà trai, từ đó chiếm cảm tình từ gia đình nhà trai. Màn song đấu bắt đầu. Bởi vì mà nếu mà lấy tiền mà cho trai thì nó cũng kỳ á anh. Với quan điểm cá nhân của em thì thực sự là nếu mà em để dành tiền thì chắc chắn em có để dành tiền, và em sẽ dành tiền đó, tất cả số tiền đó cho ba, cho mẹ em. Còn tiền sau khi cưới thì chúng em sẽ tự cùng nhau xây dựng nên, chứ không lấy tiền cho trai. Quan điểm của tôi á, thì tôi theo tôi nghĩ á, thì nếu như mà con gái của tôi á, mà nó có quyết định là dùng một cái số tài sản để mà đánh đổi lấy một người con trai, thì tôi nghĩ là cháu sẽ dùng bằng trí tuệ, chứ cháu không dùng bằng đồng tiền. Tôi xin lỗi chị nha, cái số tiền này đó là con tôi đó, nó để dành nó cho người nó yêu thương vì tình yêu, chứ không phải là để mua bán trao đổi hay là cái gì hết. Riêng á về mà con gái chị á, đặt trường hợp tôi là nhà trai, tôi sẽ không đồng ý. Vì một người con trai có thể bỏ cả sự nghiệp, đó là hoàn toàn sai. Không, cho tôi xin là con tôi nó không phải là vì một người con trai để bỏ sự nghiệp. Và cháu nói là nếu như khi mà lấy một cái người mà cùng làm nghệ thuật thì cháu sẽ sẵn sàng hy sinh cái công việc của cháu để mà bảo vệ được cái hậu phương vững chắc của cháu. Chứ cháu không phải là vì trai mà cháu bỏ nghề, không phải. Nếu á là một người phụ nữ tuyệt vời, người ta sẽ biết cách xử lý vun vén giữa công việc nhà và công việc của mình. Chứ nếu mà bây giờ á mới cưới về mà mình không có nhà, không mình không đi làm nữa, trút toàn bộ gánh nặng cho cháu Trung, thì theo chị á, chị thấy có tội cháu Trung không? Không, không có gì cả. Tự vì con nhà tôi á, nói là cái chuyện là cháu muốn về cháu vun đắp gia đình. Nhưng mà đấy là cháu nói là trong cái khoảng thời gian là khi mà về đến gia đình nhà chị mà chị có đủ điều kiện thì cháu mới lui về. Còn không thì cháu vẫn đi làm bình thường mà, đâu có gì đâu. Nếu như phải hy sinh thì cháu mới sẵn sàng hy sinh. Cho em giải thích một xíu về cái bóp nha. Thật ra là ATM trong đây là phần dành cho anh và cho gia đình sau này. Còn những cái phần cho gia đình em, cho bản thân em về con đường học vấn và phát triển bản thân thì em cũng đã chia quỹ ra hết rồi. Những cái đó là nó tự động có sẵn trong quá trình em trải nghiệm, thì em biết mình nên chia ra, chứ không phải dùng hết vô đây rồi mình bỏ hết trứng vào một rổ đâu. Mẹ nhà trai muốn hỏi câu gì dành cho hai nhà gái không ạ? Thì khi nãy giờ là thấy hai gia đình cũng cố gắng thuyết phục đó, thì tôi cũng cảm thấy rất là cũng hơi có đắn đo và cũng hơi khó xử chút xíu. Nhưng mà cho hỏi cái gia đình nhà thứ tư một chút xíu, là tại vì Bo, tôi bảo bọc Bo cũng 18 năm nay rồi, thì Bo mới tự lập mấy năm nay thôi. Thì tôi muốn Bo có một gia đình và Bo mạnh
Bo là người đàn ông trụ cột để mà bo bảo bọc người vợ, chứ không có phải muốn bo trở lại một đứa trẻ mà để cho vợ bảo bọc lại bo. Thì con anh thì nãy giờ là nói là coi như là bảo bọc từ cái ăn cái mặc rồi từ tiền bạc này hết. Tự nhiên tôi cảm thấy con tôi nó cảm thấy giống như là nó buồn nhìn, mà cảm thấy như là bất lực á. Giống như con mình nó không yếu quá, nó không có còn cái một cái gì đàn ông ở trong trụ cột gia đình nữa. Thì tôi cảm thấy nó, tôi cũng không có cam tâm là để cho con mình làm như điều đó. Dạ, Hiếu xin phép được bên em chút xíu. Tại là em làm công việc MC, cho nên hồi nãy khi mà thời gian, cái áp lực thời gian nó qua đi á, thì em muốn dùng cái câu nào đó nó mang tính mạnh hơn để thuyết phục nhà trai. Cho nên là em mới nói là cứ để anh bo về cho con đi, tất cả con lo. Thật ra ở đây là tất cả con lo là lo về mặt tình cảm, lo về mặt làm vợ. Hãy yên tâm giao bo cho con để con làm tròn những bổn phận của người vợ. Em nó đã để dành tiền cho ba, cho mẹ, cho việc học, cho hướng xây dựng phát triển của nó riêng rồi. Đây chính là phần em hoàn toàn dành riêng cho chồng. Hiếu rất hoan nghênh những phụ nữ hiện đại ngày nay dành một khoản riêng cho chồng mình. Tại vì sao? Đừng bao giờ cưới một người chồng về để chồng mình lo cho mình toàn bộ, mà nên có một phần nào đó để cái giá trị của mình nó còn trong xã hội này. Hiếu hoàn toàn thích những người phụ nữ biết vung vén cho gia đình và nghĩ tới hướng xa hơn cho gia đình bằng cách là mình tích lũy để dành một khoản để cho sau này mình lấy chồng. Không phải là cô chê con, cô nói là con mạnh mẽ quá này. Ý là cái số tiền á, con gỡ làm á, thì cô rất là hoan nghênh. Tại vì cô cũng là một người là sống tự lập rất là nhỏ, từ lúc mười mấy tuổi là cô đã tự lập rồi, thì cô biết cái giá trị làm ra đồng tiền. Và ấy, nhưng mà con cũng phải chừa một cái phần nào đó để cho con trai của cô bo nó thể hiện, để nó có một cái gì nó bảo bọc con. Chứ đừng con mà đừng có kiểu như là con tạo một cái cơ hội đầy đủ quá cho con trai cô. Thì con trai cô không có nói tốt con trai cô. Bây giờ một ngày một bữa thì có thể là con trai cô nó đối xử tốt với con. Sau này ví dụ như con cứ ôm đờm hết như vậy thì con trai cô con bo sẽ ỷ lại. Tâm ra là tự nhiên bo trở thành lại một đứa trẻ lại, là coi như là cô cũng rất là phải mệt mỏi, là cô phải dạy. Hiếu hiểu lắm à. Dạ, Hiếu hiểu nỗi lòng của mẹ lắm. Hiếu biết mặc dù là làm MC đó, bên đây là làm ca sĩ đó, nhưng mà đứng trước một chàng trai như thế này thì ai cũng đôi lúc mình sao lòng. Và bên đây cũng có ý nghĩa tốt khi mang đến một món vật phẩm như vậy. Vậy thì bây giờ chắc chắn là mẹ đang rất là cân nhắc. Hiếu chỉ muốn giải thích rõ để mẹ hiểu về tâm ý của hai bên gia đình này. Mời hai cô gái vào trong để chờ đón kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, rõ ràng là một màn song đấu khá là căng thẳng. Thậm chí là Phương Hiếu cũng phải nhập cuộc để cho cuộc đấu này đâu đó được dàn xếp an bài cho cả ba bên. Thời khắc quyết định cũng đã đến. Mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định xem cô con gái gia đình số 3 và cô con gái gia đình số 4, ai là cô con gái mà mẹ đồng ý cho phép kết đôi cùng với bo. Mẹ nha, thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Thời gian hội ý đã hết và dường như chưa bao giờ thấy gia đình của Chí Trung làm việc cực lực như vậy. Hãy cho chúng tôi biết cô con gái gia đình số 3 hay cô con gái gia đình số 4 là gia đình được mẹ chọn cho phép kết đôi với Chí Trung. Và quyết định đó là... Quyết định đó là tôi chọn. Tôi chọn gia đình số 3. Cái lý do tôi chọn gia đình số 3 là chỉ có một cái khuyết là cháu hơn Trung 3 tuổi. Thì nó cũng không có phải là vấn đề quá lớn, giống như cái bạn nãy gia đình số 1 thì lớn quá nhiều. Mà cái bạn cái gia đình số 3 thì cháu cũng có một cái sự hy sinh mà không phải là hy sinh tất cả cho Chung, để không có cho Chung trở về một cái đứa con nít mà để mà bảo bọc này kia, thì cảm thấy là để cho Chung nó còn có một cái gì đàn ông để mà trong cái trụ cột gia đình á. Thì cháu cũng có cái điểm mạnh hơn là cháu cũng có học đại học đó, thì cháu cũng có thể cháu phụ tôi về kinh doanh, tại vì tôi cũng kinh doanh thì chắc tôi cũng còn chống trong tương lai, thì tôi thấy rất là hợp.
Ba của nhà gái nghĩ như thế nào về lựa chọn của gia đình nhà trai? Có lẽ là chị đã hiểu lầm ý của con gái tôi, hiểu sai ý của nó. Nhưng mà chị là mẹ của bà ruột của Bo. Bo là con chị, là chị sẽ hiểu rõ tính của Bo rồi, đúng không? Vậy mà cái sự mà từ chối của chị với đối với con gái tôi, đó là điều may mắn cho con gái tôi. Bởi vì con trai của chị á, nó không giữ vững lập trường. Có thể vì tiền bạc mà sa ngã. Vậy là tôi cũng cảm ơn chị khi chị quyết định từ chối con gái của tôi. Dạ, xin mời cô con gái nhà số 4 ra sân khấu. Thương quá, thiệt sự luôn. Không phải MC với nhau mà binh. Nhưng mà thật sự là anh Hiếu rất là hoan nghênh những cô gái trẻ có cái tư duy để mình đi làm, kiếm tiền để dành lo cho gia đình, để dành lo cho quá trình học vấn và để dành cho cả một nửa của mình. Ở đây không phải là lấy tiền cho trai hay lấy tiền nuôi trai đâu, mà chính là góp gạo thổi cơm chung đó. Thật sự mà nói, anh mong rằng là sắp tới mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Và đặc biệt là chúc cho chú sẽ có nhiều sức khỏe, cũng như em sẽ tìm được một chàng trai lập trường vững vàng hơn, và gia đình sẽ tin tưởng tuyệt đối vào chàng trai đó để có thể trao gửi và hai bên cùng đến với bến bờ hạnh phúc. Em có điều gì muốn nói với Chí Trung không? Con rất là ghi nhận những lời đóng góp của cô. Và đây sẽ là một cái hành trang để con sẽ có hạnh phúc trong tương lai phù hợp với mình hơn. Cảm ơn cô ạ. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến hai cha con ạ. Và thưa quý vị, vị trí quen thuộc này, ngay bây giờ hãy cùng chào đón người được chọn, cô con gái cưng của gia đình số 3. Cảm giác được chọn, đặc biệt đến từ nhà trai cực kỳ thấu đáo. Và mẹ rất quan tâm con trai, mẹ xem xét thật là kỹ lưỡng từng thông tin, từng chi tiết được kể ra để mẹ cùng gom góp lại và lựa chọn, đưa ra quyết định để em có mặt ở đây. Em muốn nói điều gì dành cho Trí Trung trước khi Trí Trung đưa ra quyết định cuối cùng hay không? Thì em chỉ muốn nói với anh là lúc nãy em có nói em cần một tình yêu đẹp, một người che chở cho em, một người cùng em già đi. Thì em có hỏi anh có làm được không? Thì nếu làm được thì anh hãy đến với em, còn không làm được thì thôi. Dạ. Mẹ, mẹ nhắm con trai mẹ làm được không mẹ? Che chở cho con thì cô tự tin là con trai cô che chở cho con. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem cái kết của ngày hôm nay như thế nào. Và dĩ nhiên rồi, chúng tôi rất mong cái kết ngày hôm nay sẽ thành đôi, phải không ạ? Cùng đếm to với anh nha. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, nếu Trí Trung đồng ý, hãy bước lên đây nắm tay của cô gái này. Nếu như không đồng ý, có quyền ngồi tại chỗ. 1 2 3 Thật sự mà nói á, ngay từ đầu anh rất là ấn tượng về em vì hai chữ bỏ nghề. Nhưng mà nó cũng là một cái nỗi đau của anh. Tại vì sao mà khi ra trường đến 3 năm hiện tại anh vẫn chưa quen ai? Là bởi vì cũng vì hai chữ bỏ nghề. Cô gái lúc trước anh từng quen cũng vì hai chữ đó mà tụi anh không có một kết thúc viên mãn. Có lẽ em đã làm động lòng anh, nhưng mà em lại vô tình chạm đến nỗi đau của anh. Một nỗi đau mà đó giờ anh chưa kể với ai hả? Anh xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi. Bởi vì sau những lần em đã bị người ta bỏ rơi, nhưng mà em vẫn còn tin vào tình yêu. Chỉ là em không tin tình yêu đến với em thôi. Anh nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với em với một người mà có thể che chở bảo bọc cho em, cũng như là với ước nguyện của em là có thể cùng em đi đến già. Còn với hai trái tim tổn thương và đã tổn thương sâu sắc bởi những cái điều mà người trước để lại, thì bây giờ hai trái tim nó gáp lại nhưng mà lại làm tổn thương nhau nữa,
thì anh nghĩ là mình sẽ mất niềm tin vào tình yêu hơn nữa. Nên là anh quyết định sẽ dừng lại tại đây để em có thể tìm được một chàng trai tốt hơn. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh hiểu cảm giác đó và anh tôn trọng quyết định của Trí Trung. Và anh hoàn toàn chia sẻ với em. Người đàn ông này không phải của em. Không phải của em. Bạn nghĩ thế nào về lựa chọn này của nhà trai? Theo như tôi ấy, thì tôi nghĩ là đây là một cái chữ duyên. Và khi mà đến cái chương trình này thì cái duyên của con gái tôi đã không đến được với cháu đây. Thì tôi cũng đã ngay từ đầu tôi đã nói là tất cả là do cháu lựa chọn. Nếu như cháu chọn ai tôi cũng rất là thoải mái, bởi vì đấy là cái duyên của các cháu. Vì chữ duyên của hai cháu nó chưa đến được với nhau, tôi cũng không có gì là buồn cả. Bởi vì thứ nhất là con gái tôi đã trang bị cho cháu một hành trang cực kỳ đầy đủ. Và cháu chỉ còn một cái chữ duyên nữa thôi. Dạ. Cháu đợi chữ duyên. Xin chúc em sẽ tìm được chữ duyên phù hợp với mình trong thời gian sớm nhất. Và rõ ràng bất kỳ một ai đó khi chấp nhận từ bỏ một điều mình đam mê, một điều mình theo đuổi để dành tình cảm cho một ai đó, đó là một sự kiện trọng đại của cuộc đời. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay sự hy sinh đó đã không nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Và cái kết ngày hôm nay đã không thành. Thưa quý vị, đừng quên theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, để hy vọng tuần sau sẽ lại là một cái kết đẹp chứ không phải như hôm nay. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!